sống phải như sói đầu đàn, tầm ác thì không được phép, nhưng lòng phòng bị thì không thể thiếu. Chịu đựng sức ép không nơi nương tựa mới là kẻ mạnh thực sự. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi sinh ra, con người đã được định sẵn việc đối nhân xử thế với những người xung quanh. Trừ thân thích ruột thịt, những mối quan hệ khác đều xuất phát từ lợi ích cộng hưởng. Không phải khó hiểu khi con người không ngần ngại trả bất cứ giá nào, thậm chí còn nuôi dưỡng tâm hại người. Thế nên, sinh ra làm người tâm ác thì không được phép, nhưng lòng phòng bị thì không thể thiếu. Thiên nhiên và điều kiện sống khắc nghiệt đã tôi luyện loài sói trở thành những kẻ săn gan lì và dẻo dài bậc nhất trong thế giới các loài hoang dã. Dũng mãnh, khỏe mạnh và đầy quyết đoán, cho sói, loài động vật săn mồi đáng sợ, được ví như những chiến binh gan dạ trốn cao nguyên rộng lớn. Nổi tiếng với chiến thuật săn mồi theo bầy đàn đỉnh cao, cùng khả năng dồn đuổi con mồi đến tận cùng cái chết, cho sói dần trở thành biểu tượng cho sự thành công không thể cản phá. Để làm được điều đó, vai trò của sói đầu đàn rất quan trọng. Để dẫn dắt một bầy sói luôn hừng hực khí thế trong huyết quản, sẵn sàng xả thân vì con mồi như loài sói, con đầu đàn phải hội tụ những yếu tố gì để cả đàn phải tuân theo. Tính cách của loài sói là trở nên mạnh mẽ, không dựa vào trời đất cũng không nhờ cậy vào cha mẹ. Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ chúng sẽ tàn nhẫn xua đuổi. Đối mặt với môi trường khắc nghiệt, những con sói phải tồn tại một mình. Kẻ mạnh cũng vậy, kẻ mạnh thực sự luôn không có nơi nương tựa. Sở dĩ người bình thường luôn tầm thường bởi vì họ thiếu bản tính của loài sói. Sự khác biệt giữa cừu và sói chính là sự hung dữ tàn bạo và một bên bị dẫn dắt thu phục. Tại sao sói có thể trở thành bá chủ của thảo nguyên? Bởi chúng sở hữu 5 đặc tính sinh tồn mạnh mẽ. 1. Tham vọng và dã tâm. Để trở thành một người thành công, nhất định phải nuôi dưỡng một lòng dã tâm và tham vọng vừa đủ. Có săn mồi được hay không, tất cả phụ thuộc vào dã tâm săn mồi của chính bạn. Có hoàn thành được việc lớn hay không, tất cả phụ thuộc vào tham vọng sự nghiệp của bản thân. Cùng là con người với nhau, có người làm nên thành tích, có người nghèo khó cả đời. Tất cả phụ thuộc vào hai chữ tham vọng. Có được tham vọng, chúng ta mới đủ khao khát để từng bước trèo lên đỉnh núi, từng bước chạm tay tới thành công. Ở đó, tham vọng không có nghĩa là ngông cuồng, mà nó trở thành mục tiêu cả cuộc đời theo đuổi. Dám chiến thắng được coi là gen của người thành công. Nếu một người luôn yếu kém, không có khát vọng chiến thắng, không có cảm giác phấn khích sau khi giành được thắng lợi, vậy chỉ có thể nói đó là người vô dụng. Bởi đã là người thành công, bản tính tham vọng chiến thắng đã ngấm sâu vào máu của họ ngay từ khi sinh ra. 2. Độc lập. Mặc dù sói là động vật sống theo bầy và có tinh thần hy sinh, nhưng mạng sống được quyết định bởi mỗi con sói, thay vì tìm kiếm sự bảo vệ của cả đàn. Thà dựa vào chính mình hơn là dựa vào người khác. Chỉ có tự lực mới có thể phát huy hết khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đúng vậy, con đường của kẻ mạnh là số phận cô đơn không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình để chiến đấu. Một trong những đặc điểm lớn nhất của loài sói là độc lập. Độc lập này không phải là thoát khỏi trách nhiệm của cá nhân trong tập thể, mà là đặt tất cả hy vọng vào bản thân. Mỗi chúng ta là độc nhất vô nhị, nhưng nhiều người không biết trân trọng rồi ỷ lại vào người khác. Biết trân trọng những gì mình đang có, sức khỏe thể chất, tinh thần trẻ trung, sống là chính mình. Vậy thì cho dù khó khăn nào, dựa vào chính mình, bạn cũng có thể tạo ra một con đường riêng. 3. Tự tôn và trung thành. Loài sói tuy bản tính hung dữ nhưng luôn trung thành và tự tôn. Cho dù giống sói đến mấy, chó vẫn bị thuần hóa và đánh mất nanh vuốt, bản lĩnh kiêm ăn của riêng mình. Khi đứng trước đối thủ mạnh mẽ hơn, chó có thể hèn nhát và yếu đuối, cụp đuôi chạy mất, nhưng loài sói thì không bao giờ. Gặp đối thủ càng mạnh, chúng càng bộc lộ bản lĩnh tàn bạo nhưng khôn ngoan của mình. Không chỉ trung thành với bản thân, loài sói còn biết trung thành với mục tiêu đã định sẵn. Trong thế giới của chúng, không có thứ gì là không thể đạt được, chỉ có sự thiếu quyết tâm, không dám truy đuổi mục tiêu đến cùng mới là nguyên nhân của mọi cuộc thua. Không có con mồi nào là không thể bắt được, chỉ cần có đủ lòng can đảm, kiên quyết xông lên. Với chúng,
thà rằng chọn chiến chứ nhất quyết không chọn đói, thà rằng chịu mệt chứ không chịu thua, chỉ cần có đủ dã tâm và tham vọng nhất định có thể chiến thắng. Chỉ cần có đủ lòng can đảm và kiên cường nhất định có thể no bụng, đến cọp dữ cũng không chống được sói bầy. Câu này đã nói lên trọn vẹn sức mạnh tinh thần và cũng là bản lĩnh săn mồi của loài sói. Không do dự, không chùn bước, không sợ hãi, không từ bỏ, nhất định thắng lợi sẽ ở phía trước. Sống trên đời, chúng ta muốn trở nên phi thường hơn người khác, nhất định phải trở nên khác người. Muốn trở nên khác người, không gì tốt hơn học tập bản lĩnh của loài sói. Biết dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn, mạnh mẽ xông lên, không chùn bước, sớm muộn chúng ta cũng làm nên việc lớn. Có được tinh thần tự tôn, chúng ta sẽ không vì miếng ăn mà cầu xin người khác, không vì một chút lợi ích mà từ bỏ tôn nghiêm, không vì tư lợi mà phản bội bạn bè. Thay vì kiêu ngạo tự cao tự đại, chúng ta không ngừng rèn luyện năng lực phát triển bản thân để chủ động giành lấy những cơ hội săn mồi tốt nhất. Không chỉ khôn ngoan và mạnh mẽ, chúng ta cũng nên học cách sống trung thành với bầy đàn, trọng tình trọng nghĩa của loài sói. Chỉ cần một con gặp nguy hiểm, cả đàn sẵn sàng xông lên, sống chết cùng kẻ thù. Cả một đời sói đực chỉ làm bạn cùng với một con sói cái, chăm sóc cho các con và trung thành với sói đầu đàn. Nếu chúng ta vừa có đủ tham vọng cho sự nghiệp, vừa có đủ yêu thương để bảo vệ người thân, vừa có đủ nhẫn tâm để đối mặt với kẻ địch, nhất định chúng ta sẽ có đủ cơ hội để thành công. Ở sói có một sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc trừ khi đạt được mục tiêu. Chính tinh thần ấy đã khiến loài sói về bản chất là một kẻ mạnh khi chúng không trội về nhiều mặt. Khi bạn lực bất tòng tâm, đừng lo sợ, chọn làm những gì bản thân cho là đúng đắn. Hầu hết mọi việc trên thế giới này, chỉ cần bạn tiếp tục kiên trì, bạn sẽ có thể thành công. Nhưng nếu bạn dừng lại, thì cả đời này bạn sẽ không bao giờ có được mục tiêu của mình. 4. Liều lĩnh không sợ hãi. Muốn trở thành một chú sói đầu đàn bản lĩnh nhất, nhất định phải học cách kiên cường không hề sợ hãi, không chùn bước trước mọi khó khăn gian khổ. Không có con mồi nào không thể bắt được thì cũng không có chuyện gì chúng ta không thể hoàn thành. Nếu không có con mồi, tại sao chúng ta không chủ động săn tìm, phát hiện và truy đuổi? Cả quá trình tìm kiếm cho đến khi bắt giữ và đạt được, đây chính là thiên tính khôn ngoan làm nên bản lĩnh của một trong những loài thú ăn thịt mạnh mẽ nhất. Cho dù thợ săn nhiều đến mấy, kẻ địch mạnh mẽ ra sao, cho dù trước mắt là hổ báo hay con người, chúng ta vẫn không được chùn bước. Phải biết dũng cảm gánh vác trách nhiệm trên lưng, chúng ta mới trở thành trụ cột gia đình và giường cột nước nhà, đem thành công cống hiến cho đất nước. Để trở thành một người thành công, hãy liều lĩnh như một chú sói. Nếu bạn muốn làm nên những thành tựu tuyệt vời, bạn phải học cách nắm gai nếm mật, phải chịu những điều mà người thường không chịu được thì mới có thể ngồi lên vị trí mà người thường không ngồi được. Sói không sợ hãi và cực kỳ mạo hiểm. Một người thực sự mạnh mẽ cũng có một loại dũng khí như vậy, dám là người đầu tiên của thế hệ, người đầu tiên của bạn bè cùng trang lứa, người đầu tiên của thế giới. Vì bạn đã đi trước người khác một bước, bạn đã mở ra khoảng cách với người khác, thì bạn đương nhiên không có gì để dựa vào. Nhưng con đường phía trước chỉ chờ bạn tới khám phá. 5. Niềm tin. Sói có niềm tin vào chiến thắng, có thể bị hạ gục, nhưng không thể bị đánh bại. Kẻ mạnh thực sự trên con đường thành công gian nan có thể không có kinh nghiệm sống dày dặn, không có quý nhân tiếp sức, cũng không có may mắn, không có chỗ dựa như vậy. Nhưng khó khăn không thể cản bước được, nhất định phải có sức mạnh vững chắc như đá, đó là niềm tin. Bạn hãy nhớ rằng, niềm tin là nền tảng của thành công và có thể khiến những người xuất hiện trên thế giới này nỗ lực hết mình. Nói tóm lại, loài sói có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Sở dĩ nó có thể trở thành đại diện của kẻ mạnh phụ thuộc vào khả năng phát huy tối đa ưu điểm chạy thật nhanh, bộ răng sắc nhọn, khôn ngoan và dũng cảm. Đối với con người, có rất nhiều yếu tố để thành công, chẳng hạn như cơ hội, môi trường, trí lực, sự chăm chỉ. Nhưng điều quan trọng nhất là biết cách sử dụng điểm mạnh của bản thân, phô bày tài năng và tìm kiếm những con đường mới. Như vậy, dù có đơn độc, bạn cũng có thể tự mình thành công.
Ở những người thành công, chúng ta có thể nhận thấy họ đều có một điểm chung là năng lực vượt trội. Không chỉ vậy, ngoài năng lực, họ còn hiểu rằng để hoàn thành trách nhiệm của mình thì cần phải dựa vào sự kiên trì, bản thân và kiên nhẫn. Quả thực là như vậy, chiến thắng cuối cùng thường đến sau những nỗ lực bền bỉ. Khi đối mặt với áp lực lớn, những nhiệm vụ gian khổ, chỉ cần dũng cảm đảm nhận, biến áp lực thành động lực, nỗ lực làm việc, vượt qua mọi khó khăn bằng ý chí kiên cường, bền bỉ, thì mới có thể giành được thắng lợi sau cùng. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.